Xin kính chào quý bà con. Trong video hôm nay, Tiên xin giới thiệu đến quý bà con cái lô cốc thái mới về bên Tiên cho bà con xem nha. Lô cốc thái này á, đẹp lắm luôn nha bà con. Đợt này cây về rất là đều nè, lá xanh mướt mượt mượt luôn. Bầu thì cũng rất là chắc chắn luôn nha. Thì cây cốc thái này á, là cây ăn quả ngắn ngày nha bà con. Tại sao gọi nó là ngắn ngày? Vì thời gian cho trái của nó sau khoảng 3 cho đến 6 tháng trồng là đã có trái rồi nha bà con. Và cây cốc thái này là cây ưa nắng nha. Khi trồng á, bà con có nên lưu tâm về tạo điều kiện ánh sáng tốt để giúp cây ra hoa đậu quả nhiều nha bà con. Và cây cốc thái này có thể trồng được trong chậu luôn nha. Và để biết thêm chi tiết về giống cây cốc thái này, quý bà con hãy gọi về số điện thoại là 0343434651 để được tư vấn nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin chào bà con.